Chúng ta quay một vòng để các anh
chị sẽ lựa chọn xem ai là người số 1, ai là người số 2 và ai là người số 3. Thank you.
em ạ. À? Vậy hai thầy chưa có quà cơ. Thế thôi hai thầy đang lớn chúng em một bài hát đi, chào mừng ạ. Dạ. Bây giờ em xin mời tất cả các thầy cô và các anh chị đây. Chúng ta cùng hát ly chào mừng nha. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc quý cha Thượng Lầu bình an.